Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ lại làm một cái video về làm thế nào để xe chúng ta nó bốc các bạn nhé. Thì đây là một cái vấn đề quan tâm của rất là nhiều người các bạn ạ. Các bạn đang đi xe số đó. Thì cũng có một số các bạn comment là tại sao xe mới làm lại máy, làm lại côn ấy. Đây là phần côn nhé, mình làm riêng phần côn. Thì làm côn xong thì nó lại yếu, đi một thời gian là yếu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách để làm cho côn chúng ta bốc rựng. Thì cái phần máy là mình đã tháo ra rồi các bạn nhé. Côn chúng ta thì đây là trục biên này, bên trong thì chiếc xe này đã sau sử dụng là cũng phải hàng chục năm nay rồi, hơn chục năm rồi, thì cũng đã đến tầm nó yếu, thì mình đã tháo ra và mình đã thay ra các bạn nhé. Đó, mình sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn biết là để làm chiếc xe chúng ta nó bốc thì chúng ta cần phải làm những cái gì và thay đồ như thế nào để xe chúng ta nó bốc. Thì đây là phần côn này, phần côn có côn côn trước và côn sau. Đó. Đây là phần côn búa này, còn đằng sau là côn lá, côn tải đấy. Thì để mà xe chúng ta bốc thì hai chiếc côn là chúng ta đều phải làm, bởi vì trong quá trình chạy thì cả trước cả sau chúng ta nó đều bị mòn âm các bạn nhé. Thì cái phần côn trước này, phần côn trước là cực quan trọng này. Đấy, thì ở trong có ba cái búa, thì đây mình đã thay rồi. Đây là ba cái búa các bạn nhé. Đó, đây là ba búa cũ này, thì vẫn là theo xe này. Thì trong quá trình chạy thì cái búa này của chúng ta nó sẽ bị mòn đi đó, và cái phần lòng côn này thì nó đã bị mòn sâu, thì mình cũng đã tiện rồi này đó, mang đi thợ tiện láng phẳng đó, bề mặt nó phẳng thì cái côn chúng ta phải thay côn dương các bạn. Đây là bộ côn này đó, nó úp vào đây đó. Thì mình cũng đã thay ba búa này, ba búa mới này. Thì cái búa này chúng ta sẽ phải làm dương lên các bạn nhé, qua thợ tiện nó tiện dương lên để khi mà chúng ta lắp vào thì cái bề mặt phíp với cả cái lòng trong của cái côn này, khe hở nó rất là nhỏ thôi. Trước nó mòn sâu thành trước trong quá trình chạy hàng chục năm ấy thì nó mòn sâu xuống, thì trong quá trình chạy nó văng ra, chính vì mòn âm thành ra nó văng ra, nó với tầm thành ra xe chúng ta nó bị yếu. Càng chạy lâu thì càng mòn nó sẽ càng yếu dần đi. Thì chúng ta sẽ phải thay cái bộ búa nhá. Thì cái búa này quan trọng là bốc hay không, là cái bề mặt nó phải nhẵn này, búa chúng ta nó phải búa dương đó, và cái chất lượng phíp phải là phíp tốt các bạn nhé. Đây là mình thay loại phíp tốt này. Thì đây là phần côn trước các bạn nhé. Đó, chúng ta chỉ cần láng lại cái lòng bát côn và thay một bộ búa tốt thì xe chúng ta nó sẽ bốc như mới. Đó là phần côn tải, là phần phần côn búa các bạn nhé. Còn đây là phần côn tải này. Cái phần côn tải này chúng ta thì thường là cái bộ xương côn này nó sẽ không không bị ảnh hưởng gì đâu. Phần bánh răng là sau này nó sẽ không ảnh hưởng gì, mà xe chúng ta nó bị yếu máy là phần lớn là ở cái hệ thống lá côn và lò xo ép các bạn nhé. Đó. Thì đây là bộ lá côn chúng ta này, chúng ta thay lá mới các bạn này. Đó. Chúng ta thay bốn cái lá này là cũng phải thay loại tốt, bởi vì chúng ta cũng chẳng mấy khi tháo ra, chúng ta cũng nên thay cái đồ tốt thì xe chúng ta nó sẽ bốc và nó bền hơn. Đó. Và để bốc thì chúng ta ngoài thay lá ra thì chúng ta phải xử lý các bạn nhé. Thì thường cái lá thép này chúng ta này là thép của dòng Honda này thì cũng rất là tốt, không phải thay đâu, nó rất là phẳng này, nó không bị xước thì chúng ta không phải thay các bạn nhé. Còn hai cái bề mặt nồi côn sau này đó, thì chúng ta mình cũng đã tiện vớt đi rồi này. Đấy, cái bề mặt này chúng ta trước mà chạy nó cũng đã bị mòn lõm, thậm chí là nhẵn bóng, nó bóng và nó lõm, thành ra là cái lá côn của chúng ta trong quá trình chạy đó, nó nằm ở đây. Đó. Cả bộ cô gồm 4 lá phíp và 3 lá thép các bạn nhé. Đó. 4 cái lá phíp này, 4 lá và 3 cái lá thép. Đó là bộ hệ thống côn sau của chúng ta. Thì cái lá thép chúng ta không phải thay rồi, chúng ta sẽ thay 4 cái lá phíp này, và hai cái bề mặt của cái nồi côn này chúng ta cũng phải làm cho nó phẳng nhẵn. Đó. Độ nhẵn càng độ phẳng càng cao. Đó, thì nó ma sát càng lớn thì chúng ta cũng tiện đi hai cái bề mặt này. Đó. Thì cái này thì mình đã tiện, còn cái bên này thì nó cũng đã phẳng, nó cũng không bị ảnh hưởng, thì mình giữ lại. Chúng ta chỉ cần lấy cái giấy nhám, chúng ta đánh sạch cái bề mặt này đi. Đó. Thì nó sẽ độ độ nhám cũng như là độ phẳng thì nó sẽ làm cho cái lá côn chúng ta nó bám chặt hơn. Đó. Thì còn để mà bốc nữa thì chúng ta cũng cần phải thay cả bộ lò xo các bạn nhé. Thì tại sao mình sẽ kể chi tiết cho các bạn, hướng dẫn chi tiết, tức là
cái xe của dòng Honda đó, về sau này từ dòng Way Alpha cho đến Jim Việt và Way S này cũng vậy thôi, máy dòng 100 thì cái lá cái lò xo côn này chúng ta này họ thiết kế dài hơn đó. Còn cái lò xo này là thiết kế của lò xo Jim Thái các bạn nhé, các bạn đi xe Jim Thái thì các bạn biết rồi đấy, cái lò xo Jim Thái là rất là ngắn đó, nhưng mà lại xe của Jim phân khối cũng 100 nhưng mà cực bốc các bạn nhé. Đó. Thì cái lò xo này nó có tác dụng cực quan trọng để nó là ép cái bộ lá côn của chúng ta trong quá trình chạy, thì cái lá côn chúng ta nó sẽ ép chặt lại thì xe chúng ta mới bốc. Thì cái lò xo này của lò xo Thái chúng ta nó ngắn hơn này, các bạn nhìn kỹ này. Đó, lò xo Thái mặc dù ngắn hơn nhưng mà nó rất là cứng nhé, cái độ cứng nó rất là cao này, mình bóp hai tay vào nó chỉ lún một ít thôi, nhưng mà cái lò xo của Honda thì mình bóp vào nó lún rất là nhiều này. Đấy. Chính vì nó mềm hơn thành ra là cái côn của chúng ta nó sẽ không bám được chặt các bạn nhé, vào số ra số thì có thể nó nhẹ nhưng mà để mà xe chúng ta mà nó bốc hay không thì cái lò xo nó, bốn cái lò xo này của chúng ta nó phải khỏe thì nó mới ép chặt cái lá côn chúng ta lại thành một khối thì nó mới bốc các bạn nhé. Thì cái lò xo này của Thái thì như các bạn nhìn này, nó dày hơn rất là nhiều, bạn thấy chưa, nó dày hơn rất là nhiều thành ra nó khỏe đây vậy, nó rất là mau và dày. Còn cái này của Honda, cái này theo xe các bạn nhé, nó rất là mỏng, thành ra nó côn của Honda về sau chạy một thời gian nó hay bị yếu thì chúng ta cũng nên thay bốn cái lò xo này của Thái vào thì nó sẽ bốc. Thì cái video này mình cũng hướng dẫn để cho các bạn biết được là xe chúng ta nó yếu máy thì chúng ta cần phải thay những cái gì và chúng ta xử lý làm sao để cho cái xe chúng ta nó bám chặt nhất 100% thì xe chúng ta nó sẽ bốc dựng. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào để cho các bạn theo dõi. Chúng ta sẽ cho một lọc kíp này, một lọc thép, cứ một lọc kíp một lọc thép các bạn nhé. Và mình đã lắp bộ côn vào các bạn nhé. Thì thường cái bộ côn này lắp cũng khá là lâu, thành ra mình không muốn mất nhiều thời gian để các bạn theo dõi những cái thao tác kỹ thuật, nó rất là mất thời gian. Thì mình cũng đã lắp vào rồi. Thì cái phần cực quan trọng đó là khi chúng ta lắp côn xong thì chúng ta phải chỉnh cái ốc này các bạn nhé. Có thể có một số anh em thợ khi lắp xong cũng quên không chỉnh ốc, thành ra khi côn chúng ta trước nó âm, bây giờ thay côn mới nó dương lên thì cái bộ ốc chỉnh côn này chúng ta phải chỉnh lại để sao cho nó phù hợp với cái mức độ gọi là cắt nhả số các bạn nhé. Nếu chúng ta không chỉnh thì có thể là bị âm thì chúng ta chạy một thời gian nó sẽ bị xoa hết bộ côn chúng ta. Còn để chỉnh côn thì chúng ta phải chuẩn bị một cái tô vít hai cạnh này, một cái tròng 14. Đó, chúng ta hãm ở góc ở trong. Đấy. Hãm ốc trong và chúng ta vặn ốc ngoài vào ra này. Đấy. Sau khi nới ốc ngoài ra thì chúng ta sẽ chỉnh cái ốc trong này. Đấy. Chúng ta sẽ xoáy vào này, xoáy vào nhẹ tay này. Chúng ta xoáy ra này. Đấy. Chúng ta sẽ xoáy ra này. Đa phần là chúng ta phải xảy xoáy ra các bạn nhé. Chúng ta xoáy vào là cái ốc của chỉnh nó sẽ lôi ra. Thì chúng ta phải xảy xoáy ra này, nó đẩy vào này. Đó, chúng ta xoáy ra đến cái tầm nặng tay này. Đó. Đến cái tầm là cảm thấy mình hơi nặng tay này thì dừng lại. Sau đó chúng ta xoay vào nửa vòng các bạn nhé. Nửa vòng này. Đó. Sau đó chúng ta giữ chặt cái ắc ở trong, cái ốc ở trong để chúng ta vặn cái ốc ngoài siết cho nó giữ chặt. Sau khi siết chặt rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra hệ thống cần khởi động này, cần số này. Đó, chúng ta ấn số nó nhẹ nhàng thế này là được này. Đó, nó không xuống quá sâu các bạn nhé. Đấy, nó xuống khoảng độ
từ trên xuống dưới nó dao động tầm khoảng độ 1 phân các bạn nhé, gọi là 1 phân rưỡi. Đó. Thì là được. Còn nếu như mà chúng ta chỉnh, chúng ta lắp côn xong mà cái cần số chúng ta nó không dím được xuống, tức là xe chúng ta đang bị ép côn đấy, bàn côn chúng ta đang bị ép, thì nếu mà để như vậy đi chúng ta chạy một thời gian thì côn chúng ta sẽ bị xoa hết các bạn nhé. Nó sẽ ở cái cần số chúng ta kiểm tra này, đấy, đẩy lên đẩy xuống này, nó có độ cựa thế này là được này. Thì chúng ta đã tự chỉnh chuẩn rồi, thì sau đó chúng ta sẽ đổ dầu vào và chạy thôi. Thì đây là những cái đồ là mình đã thay ra này, đấy, búa côn này, lò xo này, với cả lá côn. Đấy. Thì để xe chúng ta bốc được thì chúng ta phải thay 3 cái bộ này đi các bạn nhé. Đấy. Thì và chúng ta cũng phải là đến một cái thợ uy tín để chúng ta làm thì côn chúng ta sẽ đảm bảo hơn. Và là các bạn làm những cái cơ sở không đáng tin cậy, cũng như là qua cái video thì các bạn có thể biết được là xe chúng ta khi muốn làm côn bốc thì chúng ta sẽ phải làm những cái gì. Thì qua cái video này thì mình đã hướng dẫn hết các bạn cách để chúng ta có thể độ cho bộ côn chúng ta nó đi nó bốc đó. Và cái video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn vui vẻ.